Trải qua chiều dài lịch sử, đơn vị hành chính Phú Giáo có nhiều biến động. Cho đến ngày 20 tháng 8 1999, chính phủ quyết định tái lập huyện Phú Giáo với diện tích tự nhiên 544 km2. Trong chặng đường 1/4 thế kỷ, dưới sự lãnh đạo của đảng bộ huyện Phú Giáo đã có bước chuyển mình mạnh mẽ về mọi mặt. Trong những năm đầu vừa tái lập, Phú Giáo gặp phải nhiều khó khăn. Do đó, đảng bộ, chính quyền huyện đã đồng lòng quyết tâm củng cố xây dựng kiện toàn bộ máy, tập trung các nguồn lực để đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, đẩy mạnh chuyển dịch về cơ cấu kinh tế. Nhờ đó, diện mạo của huyện đã không ngừng thay đổi toàn diện. Đầu tiên thì coi như là chủ trương của tỉnh với huyện thì lại là đi sâu vào cái chỗ là cái giao thông. Thì sau đó là 5 năm, từ từ lên đó là 10 năm, 20 năm thì nó thành hình. Kể như 20 năm rồi nó thành hình gần như nghĩa là tương đối như bao giờ. Trải qua 25 năm kể từ ngày tái lập huyện Phú Giáo đến nay, đặc biệt là trong năm 2023, là năm bản lề triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện khóa 5, nhiệm kỳ 2020-2025. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng chung của tình hình kinh tế thế giới và trong nước, tuy nhiên dưới sự lãnh đạo của huyện ủy, sự điều hành của Ủy ban Nhân dân huyện, sự nỗ lực đoàn kết khắc phục khó khăn của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong huyện đã thực hiện đạt hầu hết các chỉ tiêu nghị quyết năm 2023 đề ra. Một trong những năm thì xác định về kinh tế khó khăn nên cũng ảnh hưởng rất lớn đời sống nhân dân ngựa động. Do vậy, Phú Giáo huy động bằng nhiều nguồn lực khác nhau, từ ngân sách, từ các doanh nghiệp, từ các mạnh thường quân, từ các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội và xã hội nghề nghiệp, chúng ta đã huy động để chăm lo cho các đối tượng sách rất tốt. Chúng ta đã xây dựng 38 căn nhà, xây dựng sửa chữa. Chúng ta chi 70 tỷ để chăm sóc cho các gia đình chính sách, người công, hộ nghèo, khó khăn. Đây là những cái kết quả rất là nổi bật trong thời gian vừa qua. Bên cạnh đó thì đầu tư sở hạ tầng, thì Phú Giáo tiếp tục quan tâm, xác định đây là cái mấu chốt quan trọng để tạo động lực cho kinh tế Phú Giáo phát triển. Năm 2023, nhiều chỉ tiêu quan trọng về phát triển kinh tế của huyện đều vượt kế hoạch đề ra. Giá trị sản xuất nông lâm nghiệp thực hiện đạt 5.800 tỷ đồng, tăng gần 7%. Giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 5.800 tỷ đồng, tăng 12%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 12.400 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ. Thu nhập bình quân đầu người đạt 76,6 triệu đồng một người một năm. Huyện đã quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo về y tế. Bên cạnh đó, huyện thực hiện ngày càng tốt hơn các chính sách an sinh xã hội. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm triển khai thực hiện. Về mặt kinh tế, thì chúng tôi tiếp tục phát huy các cái nguồn lực sẵn có, là khai thác hết các tiềm năng, lợi thế để đảm bảo là kêu gọi, mời gọi đầu tư, xây dựng công nghiệp, đồng thời phát triển nông nghiệp, nông dân nông thôn, đảm bảo giữ vững nông thôn mới, nâng cao và xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Đặc biệt các cái chỉ tiêu quan trọng như là thu ngân sách trong năm 2024 sẽ đảm bảo hoàn thành kế hoạch, cũng như giải ngân vốn đầu tư công đảm bảo được theo yêu cầu đưa ra. Trải qua 25 năm, Phú Giáo đã phát huy truyền thống, khai thác sử dụng có hiệu quả các tiềm năng thế mạnh, vượt qua nhiều khó khăn và thách thức. Nhằm xây dựng huyện phát triển vững mạnh toàn diện, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ huyện Phú Giáo lần thứ 5 đã đề ra, xây dựng huyện Phú Giáo thành huyện nông thôn mới nâng cao, kinh tế phát triển bền vững, môi trường xanh, sạch, đẹp.